nhìn nội thất khủng của em nó. Những con Adobe khủng này thì tôi tư vấn luôn anh em là nó nghe được nhiều thể loại nhạc và sẽ rất hay vào những thể loại nhạc liên khúc, kiểu có tiếng bát. Trong lúc đấy thì nó ra chất của Adobe, hoặc là các bác đấu loa to nó sẽ khai thác được chất. Nội thất như anh em có thể nhìn thấy nguồn nó rất to luôn. Nguồn to lắm đấy anh em ạ. Con này nặng và chạy sò than 2 vít. Anh em có thể thấy nhìn rất nhiều tụ bám ở giữa. Hai bên là hai hàng tản nhiệt kèm với sò than 2 vít. Hai bên sò. Con này nó phải giã bát 30-35 của những dòng Onkyo Diatone nên đủ phê. Bọn đi kết hợp cả nghe nhạc và xem phim. Xem phim thì anh em chắc cũng ít người dùng bởi vì sẽ phải đấu nhiều loa. Còn ở đây tôi đang test để anh em nghe nhạc. Nó có loa A, loa B, A cộng B, còn lại những cái loa phụ. Lắp ráp tại Malaysia, số serie là 2157 215W. Những mẫu pin đời cao này thì nước thứ hai, thứ ba luôn. Điện 100V mang về Nhật dùng anh em nhé. VA8ES. Chạy các đường tín hiệu vào, anh em cắm vào đường nào thì vặn mặt trước đường đó. Ở đây đang cắm vào đường CD. Điện 100. Chọn tín hiệu đường vào.